Thổ Căng thích mùa xuân. Ê, để ở đây đi. Dạ. Ủa? Nè. Hai người để cây qua đảo ở đây sao có đường đi được chứ, đúng không? Hả? Được mà ông ngoại, chú đi rộng rãi mà. Cái cây này từ cuối năm trưng tới bây giờ hết Tết rồi, sao còn chưa nở hoa nữa vậy? Nên con với ông chú tính giờ nó ra một chút, để buổi sáng nó có thể hút tinh hoa của ánh nắng. Tối thì chúng con dùng máy sấy hơ cho nó, có câu xuân ấm hoa nở mà. Không ấm thì sao hoa nở được, có đúng vậy không? Wow, dì có nghe lộn không? Nè, An Phế Thải mới nãy con nói đúng bốn từ đó rồi đó. Giỏi lắm. Nếu vậy dì giúp con đi lấy cái máy sấy ra đã. Chỉ tốn công vô ích thôi à. Hoa đào muốn nở là nở, không nở để lâu một chút đợi thêm nữa. Ông ngoại không thể nói vậy được. Cây đào này là đại biểu của nhà họ Hùng của mình. Mình đào hoa cả năm đó, nếu nó không chịu nở hoa mình rắc rối lắm luôn. Dù gì cũng là Tết, mua cây đào về nhưng mà lại không nở hoa không tốt cho lắm. Hay là vậy đi, bỏ nó đi. Không được, anh dùng tiền mua về bỏ đi phí lắm. Làm gì cũng phải chừng tới khi nào hoa nở thì mới thôi. Thật ra cây đào này chắc không mắc lắm đâu. Con nhớ lúc mình đi chợ qua Tết, bà đi tới tối cũng không chịu về, là vì muốn kiếm hàng rẻ thôi. Cây đào này chắc chắn là rẻ tiền nhất khu rồi đúng không ba? Cái gì mà rẻ tiền, 60 đô đó không phải tiền sao? Bà còn tốn sức khiêng nó về nữa. Dạ đúng. Ý? Có phải bà Trần An Phân không? Ủa, cô Cao sao khuya vậy? Tôi tới kiếm chú Căng. Cô Cao có chuyện gì vậy? Chú Khăn à, nhà tôi có một con chuột lớn lắm, chú có thể giúp tôi bắt không? Lúc đầu tôi tính kiếm bảo vệ nhưng mà ông ấy lại không có rảnh. Được, con chuột là chuyện nhỏ thôi. Thành An, hả? Giúp cô Cao xử lý đi. Đừng mà ông ngoại, bây giờ mấy con chuột nó to như con bé bé vậy, ông đừng có kêu con. Con thiệt là vô dụng. Nhân, em giúp đi. Anh hai à, vốn dĩ là em không sợ chuột, nhưng mà em cảm thấy ở thế giới tự nhiên toàn bộ sinh vật đều nên sống chung hòa bình. Trái đất này chuột cũng có phần mà. Nhưng nếu như bạn muốn đuổi cùng giết tận, chúng nó sẽ quay lại báo thù. Không cần nói nữa, mấy người ai cũng vô dụng hết trơn. Cô Cao yên tâm đi, tôi qua đó với cô. Cảm ơn chú Cao. Cô Cao không cần sợ, xử lý xong rồi lát nữa tôi giúp cô đem xuống dưới lầu bỏ nghe. Tóm lại cảm ơn chú. Trời, hàng xóm láng giềng không mà không cần cách sáo. Tóm lại cảm ơn chú. Là cái gì vậy? Đáng lý nhờ bảo vệ giúp tôi cũng phải đưa ông ấy, tôi đâu thể để người khác giúp tôi không công được. Mình quá quen rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Thì ra còn có người khác tốt với tôi như vậy sao? Cô Cao, cô sao vậy? Tử Hằng là bạn trai của cô hả? Ảnh bị tôi phát hiện ảnh ăn dụng, cho nên sáng nay tôi và ảnh chia tay rồi. Đúng đó, cô khóc đi, cô khóc sẽ thoải mái hơn nhiều ha. Nè, mọi người thấy gì chưa? Wow, nở rồi, hoa đào nở rồi. Tình hoa nở, nở rực rỡ, tình nghĩa mãi vô hạn. Năm nay tình cảm của chú và baby chắc chắn là rất tốt. Trùng hợp hôm nay là nguyên tiêu, tới nguyên tiêu nó mới nở hoa. Mở cửa giùm đi. Tới liền anh hai. Không phải. Anh hai à, ra ngoài sớm vậy? Mấy đứa dậy hết rồi hả? Không phải đồ ăn sáng nè. Có cô Cao nữa, cô cũng tới sau. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng cô Cao. Cô Cao à, nhà cô sáng sớm đã có chuột rồi hả? Cô nói gì vậy? Không phải, tôi muốn cảm ơn chú Căng, cho nên cùng chú ấy đi mua đồ ăn sáng cho mọi người ăn. Cô khách sáo quá, dành trả tiền cho ba đó. Dù gì tôi cũng đã bắt chú bên tôi cả đêm. Hai tôi đem vô đổ ra cho mọi người ăn nha. Được. Cảm ơn. Ông gì? Ba. Hả? Ba đúng là ở nhà cô Cao qua một đêm không có về hả? Chắc là tại vì có 101 con chuột nên bắt hoài không xong rồi. Hay là vì con chuột đó lớn như con người vậy cho nên hai ông đấu tranh nguyên cả đêm hả? Hẹn chị anh hai chơi nguyên đêm lâu như vậy mệt không? Để em giúp anh massage. Trời, đừng có nói bậy nữa bà.
Cô Cao á, cổ mới thất tình, rất là đau lòng cho nên tối qua mới ngồi an ủi cả đêm đó. Ồ, an ủi vậy đó. Có thể ăn sáng rồi mọi người. Ăn sáng, ăn sáng thù, đi ăn sáng. Cảm ơn cô Cao, giống như má vậy đó, giống má thì khác. Chú Cao à, giống má lắm. Cái đầm nhà chú nở hoa đẹp quá. Cô không nói tôi cũng không để ý. Tối hôm qua vẫn chưa nở, hôm nay cùng lúc nở hết trơn rồi. Đấy, hay là mình chụp hình đi. Được, được. Chụp hình nữa kìa. Chào buổi sáng, xin lỗi đã tới trễ nha. Ê, cậu chú biết là được rồi. Ủa, chú Cao đâu? Bình thường chú ấy là người đầu tiên tới mà. Bất thường có phải không? Nhưng mà dạo này chuyện ông ngoại bất thường nhất đâu phải là chuyện này. Cậu đang nói vụ cô Cao với chú Cao đó hả? Thật ra có phải chúng ta đang nghi quá không? Lúc trước chúng ta đã từng hiểu lầm ba và cô Cao rồi. Lần đó mình còn hiểu lầm bà Trần là kẻ thứ ba nữa. Kết quả chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng mà ông ngoại nói cô Cao thất tình đó. Thất tình không phải là mức tri giác. Muốn chọn cũng phải chọn trai đẹp, giống dòng chú con vậy. Ê, cô lại tới nữa kìa. Ông ngoại chơi cô Cao luôn. Tới nữa kìa. Hình như cô đúng là không chọn trai đẹp đó. Thành An, ngồi xích qua một chút đi. Cô Cao. Tụi con gọi hết đồ ăn nhanh dữ vậy. Mọi người có ngại tôi theo chú Căn tới uống trà không? Sao lại ngại chứ? Thì một người không phải càng tốt hơn sao? Náo nhiệt hơn còn có thể gọi thêm nhiều món đúng không? Bây giờ ngay cả tụ họp gia đình cũng kêu luôn. Cổ hình như không phải hiểu lầm rồi. Nói đúng hơn, cô Cao thật sự thích ba rồi à. Có thể nói ba thực sự thích cô Cao đó. Nên nói như vậy nè, họ chỉ trò chuyện một đêm thì tình thêm sâu đậm rồi. Trời, cô bị cảm hả? Nè nè, tôi có khăn giấy nè, có khăn giấy nè. Cảm ơn. Không cần cách sáo. Xin lỗi nha, tôi muốn đi vệ sinh. Là ở chỗ lúc nãy đi vào, quẹo phải là tới chỗ rồi. Đi cẩn thận nha. Anh hai, tại sao lại dẫn cô Cao tới vậy? Không lẽ hai người... Ê, trời ơi, em thiệt là... Ông ngoại, không lẽ hai người có mùi xuân thứ hai? Ông thấy cổ vừa mới thất tình, mất công cổ một mình cô đơn ở nhà, rồi sẽ suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, sẽ không có nên. Nên mới dẫn cổ ra gặp nhiều người để vui vẻ hơn. Nè, bà cảnh cáo mọi người, lúc trước mọi người đã hiểu lầm hơn một lần rồi, lần này không được tái phạm nữa, có biết chưa? Ba, con sợ không phải là tụi con hiểu lầm, mà là cô Cao có hiểu lầm đó. Đúng đó anh hai. Phụ nữ đó hả, trong lúc thất tình là yếu đuối nhất đó. Nếu như mà trong lúc này anh quan tâm cổ, đồng cảm với cổ như vậy, cổ sẽ dễ yêu anh đó. Mọi người suy nghĩ nhiều rồi. Tuổi của anh có thể làm ba của cổ luôn đó. Đúng rồi, quên mất, phải lấy mấy món mà cổ thích ăn đã. Hả? Lấy cái mà cổ thích ăn hả? Coi ra chú Căng đang đu dây trên không rồi. Hơn nữa ở dưới còn là lại không có lưới an toàn. Tôi biết là cô thích ăn bánh xếp, cố tình lấy bánh xếp cho cô ăn đi nè. Nè, cô ăn nhiều một chút đi. Chú Căng, chú thật là tốt. Tôi chỉ nói qua một lần chú cũng nhớ. Bạn trai cũ của tôi cũng không có tốt với tôi như chú vậy. Đừng nói nữa, ăn đi ăn đi. Ăn đồ đi. Cô Cao, chú Căng, có chuyện gì? Vào trong nói đi, tôi rót ly trà cho chú. Không cần cách sáo đâu, làng gì. Sáng nay tôi ở trên sân thượng lấy áo, nhìn thấy cái quần lót của tôi bị thổi qua bên chỗ của cô đó. Vậy hả? Phải. Để tôi coi được. Thử. Cảm ơn. Không có. Nhưng mà hình như tôi... Chú Căng à, hôm nay tôi không được rảnh. Lần sau tôi kiếm chú uống trà nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Gì hả? Cô Cao giấu cái quần trong của anh sao? Rõ ràng cô Cao đã yêu ba rồi mà. Ngay cả quần trong của ba cũng giấu như là bảo bối vậy. Nhớ lúc trước bà còn trẻ, rồi các sư muội ở trong võ quán đó, ai ai cũng thương thầm ba. Họ thường xuyên lấy trộm cái ly mà ba hay uống nước nè, rồi lấy khăn lau mồ hôi nữa. Thật sự không ngờ tới bây giờ lịch sử lại tái diễn như vậy. Thiệt tình. Cậu có bà ngoại mới rồi. Anh hai, không lẽ anh tính kiếm chị dâu mới cho em hả? Dạ, kiếm người mẹ mới cho tụi con sao? Tất nhiên là không có rồi. Tuy là anh rất là hiểu tấm lòng của cổ, nhưng mà
ở trong lòng của anh chỉ có một mình chị dâu đã mất của em mà thôi. Tất cả phụ nữ khác anh tuyệt đối không để ý tới. Anh hai à, vậy anh giải quyết sao đây? Xem ra bây giờ cô Cao đó đã lọt vào lưới tình của anh rồi. Cho nên anh cảm thấy là mấy chuyện này càng sớm nói rõ với cổ sẽ càng tốt hơn. Rốt cuộc tôi làm sai chuyện gì mà ông đối xử với tôi như vậy? Có phải tôi tệ tới như vậy thật sao? Tệ tới nỗi không có đàn ông tốt với tôi. Bảo vệ đó chính là bạn trai cũ của cô Cao hả? Chắc là không phải đâu. Chú Căng, chú ở đây thì tốt rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lần vậy, mới nãy có người gửi hàng tới, nhưng mà cô Cao ra ngoài rồi. Nhân viên gửi hàng kêu tôi nhận giùm, tôi không có dám nhận. Rồi tôi kêu cổ hãy tự tới tiệm nhận. Cô Cao nghe xong rất kích động. Tôi vẫn không chấp nhận được bị người khác từ chối. Ông khiến tôi cảm thấy tôi là một đống phân. Đống phân mà bỏ đi, không ai muốn lấy, không ai muốn dòm ngó. Anh này, anh tan ca rồi thì giúp cổ nhận đi. Tôi còn phải về nhà mà. Trời ơi nè. Đó. Cô Cao à, giờ tôi giúp cô đi nhận hàng có được không? Nhanh đi. Đúng rồi, hai người kiếm tôi có chuyện gì? Là như vậy, tôi tới kiếm cô là muốn nói rõ một chuyện với cô. Ba muốn thông báo với cô một số chuyện liên quan tới chủ nhà, nhưng mà không gấp đâu ha. Cho nên hay là bây giờ cô vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi, một lát nữa chúng tôi sẽ tới kiếm cô sao? Tạm biệt ha. Nè, làm gì vậy? Không phải xuống đây để nói rõ ràng với cổ hay sao chứ? Ba, lúc nãy ba không nghe thấy hả? Cô Cao không chấp nhận được bị người khác từ chối. Ba coi, lúc nãy bảo vệ không chịu nhận hàng giúp cổ, cũng như là phát điên lên vậy. Lỡ như ba thực sự từ chối cổ trong lúc này, cổ có thể sẽ làm chuyện dại dột đó. Vậy tiếp theo mình nên làm cái gì đây? Chúng ta ngồi ở ngoài đi. Cà phê đây ngon lắm à, sao chú lại cố ý dẫn tôi tới đây? Ở đây cũng khá nổi tiếng đó. Cô ngồi đi, tôi đi gọi cà phê. Cảm ơn chú Căng. Ê ba. Sao rồi, con nói giới thiệu người bạn trai đó họ tới chưa? Đang tới, điều kiện cũng khá lắm, đảm bảo cô Cao sẽ chịu. Vậy thì tốt rồi. Cậu Hào, hai ly cà phê đem qua đó giùm nghe. Đợi chút. Ivan. Cô nói giới thiệu bạn gái mà, ở đâu vậy? Cô gái này có thân hình tuyệt vời, diện mạo giống như chị Na, đảm bảo sẽ thích, ở bên đó đó đi đi. Ba, cô Cao, Ivan. Chào Ivan. Chào chú. Cô chính là cô gái mà chú Cao muốn giới thiệu cho tôi hả? Tôi tên Ivan. Chú Căng à, hả? Chú hẹn tôi tới là muốn giới thiệu một người cho tôi biết à? Xin lỗi cô, tôi không nói rõ với cô trước đó. Xin lỗi nha, tôi muốn tôi và chú nói chuyện riêng. Không sao đâu, chúng tôi sẽ né đi một lát ha. Né đi một chút đi. Đúng rồi cô Cao, cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Chú Căng à, hả? Tôi không có nghĩ tới sẽ bắt đầu một cuộc tình mới nhanh như vậy. Không sao đâu, coi như quen biết một người bạn mới thôi hả? Tôi đâu có thích thể loại như anh ta. Tôi không biết cô thích thể loại nào. Tôi thích người thận trọng chững chạc. Tuổi phải lớn hơn tôi. Tốt nhất là để râu. Có bụng mỡ cũng dễ thương lắm. Có con cũng không sao. Hả? Cô nói thật hả cô Cao? Có con cũng không ngại. Tôi về trước đây chú Căng. Tạm biệt. Bà có nghe rõ cô nói gì không? Có con cái cũng không ngại bà gì. Bà nghe rõ rồi, cô nói không phải... Chính xác là ba rồi. Trời ơi, lần này đúng là rắc rối, phiền não quá. Wow, ba, cây đào 60 đô lận đó. Lúc trước tụi con nói bỏ đi ba lại không chịu, bây giờ tự tay cắt bỏ hả? Là hoa đào heo đó, bà phải cắt hết, bỏ nó tới trạm rác. Rõ ràng ba không muốn giữ mệnh đào hoa giữa ba và cô Cao thật rồi. Nè, mau tháo ra coi thử đi, mau lên. Lớn như vậy không biết có phải là quà không nữa. Là Cường Khờ gửi qua đó. Cha, cái thằng quỷ này gửi một sấp thư tới làm cái gì chứ? Muốn tôi giúp anh ấy làm người phát thư hả? Cái này của anh nè, cái này của má nè, cái này của tôi. Nè, Cường Khờ cũng không tệ, còn nhớ sư phụ của cậu ấy. Tất nhiên, Cường Khờ với chị hai trải qua bao nhiêu chuyện, vừa trở mặt vừa hẹn hò, bây giờ lại thành sư đồ. CBA thôi, sao có thể chia rẽ tình sư đồ của họ chứ? Mấy con có biết tại sao bé hai và Cường Khờ lại hẹn hò vậy?
Ồ, chị hai nói lúc đó chị biết Cường Khờ thầm thương chị quá, cho nên nếu không thử, cậu ấy sẽ không bỏ cuộc. Cường Khờ và chị hai hẹn hò được mấy ngày sau đó, nhanh chóng biết được mình không hợp với chị hai, cho nên tự biết mà rút lui rồi. À, ba, ba có thể học theo đó. Đúng đó. Ê, đây là một ý kiến hay nha. Ê, chỉ có cách này mới có thể để cho cổ biết được giữa tôi với cổ là có khoảng cách đó. Chỉ có cách này thì mới có thể khiến cho cổ hết hy vọng được thôi đó. À, ông ngoại à, không phải ông có nói với cô Cao rủ ông đi chung hoạt động ngày Tết Nguyên Tiêu hay sao? Hay là tối mai bắt đầu đi? Ý kiến hay nha. Vậy thì không cần giả bộ mời cổ ăn cơm, sau đó giả bộ hẹn hò với cổ. Tôi quyết định như vậy đi. Lễ hội Nguyên Tiêu của Trung tâm Xã hội phố Ly Teo Tin. Các vị, các vị, các vị, các vị, hoan nghênh mọi người tới Trung tâm Xã hội của Ly Teo Tin tham gia lễ hội Nguyên Tiêu của chúng tôi. À, trò chơi đầu tiên hôm nay là giải đố lồng đèn nha. Giải thưởng vô cùng hậu hĩnh, hai người thành một đội có thể tham gia được rồi. Nhanh chân kết đội đi. Kết đội đi. Có thưởng đó, bên đi rồi, cùng tham gia chuẩn bị nha. Được. Hoan nghênh, hoan nghênh. Chú Căng, trước đó không phải chú nói không tới sao? À, cô nói là muốn tôi tới, cho nên tôi tới thôi. Được rồi, được rồi. Bây giờ có hai đội tham gia, còn người nào muốn tham gia nữa hay không? Có không, có không? À, chú Căng à, hay là mình cũng tham gia đi. Được, được. Được, quan nghênh, quan nghênh. Chú Căng, quan nghênh chú Căng. Ba, cố lên. Quan nghênh chú Căng. Nè, 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 nè. Cô Cao đúng là rất biết nắm bắt thời cơ. Năng lượng của cây hoa đạo đó thật sự rất là mạnh. Được rồi, được rồi. Giờ cuộc thi bắt đầu thôi. Câu hỏi đầu tiên là: ở trên có chùm lông, ở dưới có chùm lông, chính giữa có hộp nho đen, đố bộ phận trên cơ thể. Tù biết. Chú Căng, con mắt. Coi thử. Ôi cha, đúng là con mắt rồi. Được. Câu thứ hai: hai cái miệng, một con chó, đố một chữ. Tù biết. Chú Căng, là chữ khóc. Ôi cha, đúng là chữ khóc. Chú Căng trả lời đúng rồi, rất là giỏi nha. Người thắng của hôm nay là chú Căng và cô Cao. Giải thưởng họ nhận được là vỏ trái cây khổng lồ này. Chú Căng, cô Cao, hai người rất lợi hại. Ngay lúc này phát biểu với cậu với mọi người đi. Được. Hay là tôi nói trước. Tối nay tôi thật sự rất vui. Nhưng mà tôi muốn nói, sự vui mừng đó đều là chú Căng đã cho tôi. Trong khoảng thời gian này, chú ấy rất tốt với tôi, rất lo cho tôi. Cho nên tối nay tôi muốn nhân cơ hội mọi người có mặt tại đây, trước toàn thể, nói với chú Căng. Phải hôm đó, cô muốn tỏ tình cho chú Căng rồi sao? Cô Cao à, cô tính là ở trước mặt bao nhiêu người nói rõ ra thật hả? Tôi biết như vậy có chút đường đột, nhưng tôi thật sự muốn biểu đạt với chú trước đám đông cái mà tôi... Tôi hiểu, có nghĩa là... nhưng mà chuyện này không nên để con gái chủ động. Để tôi nói. Cô Cao, hôm nay với sự chứng kiến của bà con lối xóm, tôi hỏi cô, cô có đồng ý làm bạn gái của tôi hay không? Hả? Chú Căng, chú nói gì vậy? Sao chú vô duyên vô cớ nói ra mấy lời này? Ơi trời ơi, tôi đã nói là mấy chuyện này không thể để cho con gái chủ động tỏ tình được đâu. Tôi tỏ tình với chú hồi nào? Tôi đâu có thích chú. Như không phải cô nói cô không ngại lớn tuổi, có con cái cũng được đó sao? Nhưng cũng đâu thể nào như tuổi của chú được. Chú có thể làm ba tôi đó. Vậy cái quần trong nhà cô giải thích làm sao? Tôi nhìn thấy hết rồi. Chú Căng à, chú hiểu lầm rồi. Cái quần trong đó là của Tử Hằng. Vậy thì cái quần của tôi đi đâu rồi? Anh Căng à, cái quần lót của anh có phải caro xanh không hả? Ở chỗ tôi đó, bà Trần lượm được, sau đó giao cho tôi. Nhưng mà tôi chưa rảnh trả lại cho anh. Giờ chú hiểu chưa chú Căng? Tôi không có ý gì với chú hết. Tôi chỉ muốn trước mặt mọi người biểu đạt sự biết ơn của tôi đối với một người già như chú. Thật là mất mặt quá. Chết rồi, có phải là mình có phần đẩy anh hai đi chết không? Xin lỗi bà.
xử thiệt mà. Ê, hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng là mọi người hiểu lầm tôi rồi. Tôi hỏi cô có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Câu nói này cũng là một câu đố, là câu đố chữ. Có phải khó đoán lắm không? Không sao, mọi người từ từ suy nghĩ. Tôi đi vệ sinh trước. Mình tiếp tục thôi. Anh hai à, hay là uống ly trà trước đi, được không? Chú Căng, ăn xíu mại đi. Ba cởi khẩu trang ra đi được không? Ba đâu phải là sao Hàng. Ba chùm kín mít như vậy rất là kỳ quái. Bây giờ ánh mắt bọn hàng xóm nhìn ba mới là kỳ quái. Cũng tại mấy con kêu ba cái gì khiến ba trời, làm cho ba mất mặt mũi hết trơn đây nè. Ông ngoại thực ra chỉ là ông nhạy cảm thôi, hàng xóm đâu có nhìn ông. Cho dù có lúc họ nhìn ông cũng là do họ chưa đoán ra câu đố của ông mà thôi, đúng vậy không? Đúng đó, tụi con còn đang đoán mà. Thiệt không? Thiệt mà. Ăn đi ba, ăn thôi. Bên kia có chỗ. Ủa, vậy mà cũng gặp được ổng ở đây, đúng là xui xẻo. Sao vậy? Cái tên dê sòm đó, mấy bà cẩn thận á. Cô Cao mới thất tình, hắn liền tranh thủ quá chớp lấy thời cơ. Không thể nào, cô Cao nhỏ hơn ổng nhiều lắm mà. Thì đó, đúng là tên xấu xa. Ăn đồ đi.